Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình khẩn cấp báo động thiên tai bão lũ giật cấp 16 tại Trung Quốc cuốn trôi sở chỉ huy thành phố Vũ Hán. Vì nước sông Dương Tử và Hồ Bá Dương cùng hai con sông Mekong, Hoàng Hà tăng cao đột biến, đập Tam Hiệp khó chống đỡ được lũ. Đứng trước tình hình khẩn cấp nói trên, vào rạng sáng ngày hôm nay gần 3 vạn người dân Trung Quốc định vượt biên trái phép sang Việt Nam để trú ẩn, nhưng đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam đóng chặt cửa, đồng thời ra tuyên bố cứng rắn. Nếu bất kỳ một người dân Trung Quốc nào cố tình vượt biên trái phép sang đất Việt Nam, sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và trục xuất tống khứ khỏi lãnh thổ Việt Nam. Mục đích thứ nhất để ngăn ngừa dịch bệnh Covid, mục đích thứ hai là không cho người dân Trung Quốc tràn sang Việt Nam để quấy nhiễu quấy phá làm ảnh hưởng tới tình hình trong khu vực. Trước thái độ cứng rắn và quyết liệt của các lực lượng chức năng Việt Nam, đã kể trên đã được nhiều bạn đọc tán dương ủng hộ và nói rằng Việt Nam làm như vậy là hoàn toàn chính đáng. Có một điều cực kỳ nguy hiểm, đó là mặc dù tình hình mưa bão lũ lụt sấm chớp đùng đùng đoàn đoàn đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp tất cả phát động cho Hải quân Bắc Kinh đưa trực thăng ném bom mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài quần đảo Phú Lâm gần sát với quần đảo Hoàng Sa để dọa các nước trong khu vực cũng như thách thức chủ quyền đối với các nước trên thế giới. Hành động của ông Tập đã bị người dân Trung Quốc liên tục phản đối vì họ cho rằng đất nước đang gặp lâm nguy, nhưng người đứng đầu Cộng sản Trung Quốc lại không cho dân chúng, không lo cho dân chúng mà lại đem quân đi gây hấn, gây chiến, gây gổ đánh nhau với các nước trong khu vực. Không những thế, những khoản tiền mà một số nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt cho nhân dân Trung Quốc, chính quyền ông Tập cũng đem đi tiêu xài và dùng vào việc đầu tư cho quân sự, mặc cho hàng triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong cảnh thiếu lương thực, lầm than và thiếu thuốc men cũng như bệnh tật. Thưa quý vị, theo thông tin từ một đài phát thanh ở thành phố An Huy của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương, rạng sáng ngày hôm nay, Ban Quản lý Đập Tam Hiệp cấp báo do mưa lớn trong suốt 49 ngày đêm vừa qua đã rút xuống hàng tỷ mét khối nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc. Cho nên, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp cũng như nhiều con sông của Trung Quốc dâng cao chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, lũ ống, lũ quét, động đất ở thượng nguồn đổ về khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cho phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu 3 thành phố Vũ Hán, An Huy và Hồ Nam, cũng như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu họa vô thiên trí, phúc bất trùng lai. Quả thật, đó là điều đang hoàn toàn ứng nghiệm đối với hoàn cảnh Trung Quốc hiện nay khi nhiều tai ương, dịch bệnh, thiên tai và nhiều vấn đề liên tục giáng xuống chính quyền ông Tập. Điều đó khiến nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh, nhất là thủ đô Bắc Kinh, rơi vào một tình cảnh thật tồi tệ trong lịch sử một cách dồn dập và liên tục. Họa này chưa hết thì họa kia ập đến. Và liệu đứng trước muôn vàn quả đấm như thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình có dám đương đầu hay rụt cổ né tránh? Điều đó chúng ta cần phải chờ đến hồi kết của nó mới thấy được. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta thấy rằng Bắc Kinh vẫn đang rất ngông cuồng hống hách bởi vì họ vẫn đang lộng hành ngoài Biển Đông, bất chấp mưa lũ đang nhấn chìm 28 tỉnh thành của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng khi vào sáng ngày hôm nay, chúng tôi mới thu thập được một thông tin từ tờ Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết Trung tâm Cứu hộ, Cứu nạn, Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt sông Dương Tử thông báo rằng mực nước đập Tam Hiệp trên con sông Dương Tử, con sông được cho là dài nhất Trung Quốc vào tối ngày hôm kia đã vượt mức báo động từ 3-5 mét. Trong khi đó, mưa vẫn tiếp tục rút xuống vùng thượng nguồn. Con sông này khiến cho 7 cửa xả lũ hoạt động hết công suất. Và chính vì việc xả lũ gấp như thế này đã nhấn chìm 1.679 ngôi nhà vùng hạ lưu sông Dương Tử, nhiều xe hơi, nhà lầu bị cuốn trôi, hàng triệu người dân phải sơ tán gấp rút ngay trong đêm. Tuy nhiên, họ không biết đi về đâu bởi vì chính quyền của ông Tập không lo cho người dân nơi trú ẩn mà họ còn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ lãnh hải của một số nước khác. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, nước lũ dồn dập đổ về những hồ chứa có nơi lên tới 60.000 mét khối trên giây, tương đương với khoảng 10 phút thì nước có thể lấp đầy cả hồ Tây rộng lớn của Hà Nội, theo các nhà quan sát cho biết. Đây là lần thứ 3 mực nước dâng cao tới mức độ vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng, Trung Quốc còn xuất hiện thêm 3 trận mưa lớn to đến rất to và mỗi trận mưa sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng. Nếu như công tác phòng chống lũ lụt không được đẩy lên cao thì nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước và con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ lên tới 99%. Và khi con đập này vỡ,
2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị vùi lấp trong biển nước và toàn bộ tài sản cũng như vật chất sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây chính là thời khắc lụi tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những dự ngôn và dự báo của các nhà tiên tri trong nước và ngoài nước Trung Quốc cuối năm 2022 đã dự báo rằng năm 2023 Trung Quốc sẽ gánh chịu nhiều hậu quả đau thương do thiên tai dịch bệnh gây ra. Điều đó hoàn toàn ứng nghiệm khi 5 tháng đầu năm dịch Covid hoành hành tại thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc bị lụi tàn và kinh tế của Trung Quốc thấp nhất trong lịch sử 100 năm vừa qua. Đến nay, dịch bệnh Covid tưởng chừng như đã được khống chế ở thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành khác của Trung Quốc và đời sống của nhân dân Bắc Kinh được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra được một tuần thì mưa to, gió lớn liên tục ập xuống 28 tỉnh thành phía Trung Quốc. Bây giờ, cộng thêm động đất sóng thần, lũ quét sạt lở, vòi rồng, sấm sét đùng đùng liên tục ập xuống phía Trung Quốc khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị ngập lụt sâu tới 9-10m, có nơi ngập sâu tới 15m, làm cho đời sống của nhân dân bị đảo lộn. Và tất cả những nguyên nhân này đều do một điểm báo là những con quạ đen bay khắp bầu trời của thủ đô Bắc Kinh. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng những lời dự ngôn và những lời tiên tri của các nhà tiên tri là rất chính xác. Thưa quý vị, các nhà tiên tri năm 2023 còn đưa ra một dự báo thông báo rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết, vẫn giữ nguyên thói hung tàn bạo ngược, tham lam vô độ thì từ nay đến cuối năm 2023, Trung Quốc còn gánh chịu nhiều đau thương nữa, không chỉ có mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời giáng xuống, mà dịch bệnh, một dịch bệnh khác với cả dịch bệnh Covid-19 sẽ lại tiếp tục hoành hành tại một số khu vực ở tỉnh thành của phía Nam Trung Quốc, khiến cho đất nước của Trung Quốc lâm vào tình cảnh hết sức tồi tệ. Có một điều bí hiểm, đó là dịch bệnh mà các nhà tiên tri dự đoán ở đây được cho là còn trầm trọng hơn cả dịch Covid-19. Nhưng đến bây giờ, mọi người vẫn chưa biết dịch bệnh đó là gì. Và nếu như Trung Quốc muốn yên ổn và sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc thì tốt nhất chính quyền của ông Tập Cận Bình nên ngừng ngay những thói hung tàn bạo ngược với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đối với Việt Nam. Nếu không, những đòn đau thương sẽ tiếp tục giáng xuống phía Bắc Kinh và khi đó toàn bộ Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên BBC News rạng sáng ngày hôm nay cho biết, mặc dù mưa lũ đang càn quét phía Trung Quốc nhưng chính quyền của ông Tập vẫn cho diễn tập bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông sát với vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Tờ báo của Mỹ nói rằng lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc hôm qua thông báo cuộc diễn tập tấn công mục tiêu bắn đạn thật, phóng tên lửa và ném bom sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu sát với quần đảo Phú Lâm. Đây được cho là một hành động gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Biển Đông cũng như một số nước trong khu vực. Tờ báo của Mỹ miêu tả chi tiết như sau: bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam tỉnh Quảng Đông, phía tây hướng ra vịnh Bắc Bộ, phía đông hướng ra Biển Đông. Cục Hải sự Bắc Hải của Trung Quốc cũng đã ra thông báo hai cuộc diễn tập quân sự sẽ được tổ chức ở vịnh Bắc Bộ này, bất chấp lũ quét vẫn đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Theo thông báo, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc nói rằng cuộc diễn tập đang diễn ra ở hai giai đoạn và bao phủ trên mọi khu vực với bán kính khoảng 8 km. Cũng theo thông báo, các loại đại bác công phá, tên lửa, bom mìn sẽ được mang ra để diễn tập. Theo các chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, cuộc diễn tập của Trung Quốc mang theo hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Kinh. Mục đích thứ hai là chính quyền ông Tập muốn gửi gắm cho thế giới biết rằng mưa to, bão tố, động đất, lũ quét, sạt lở không làm ảnh hưởng gì tới người dân của Trung Quốc cũng như quân đội của Bắc Kinh. Hiện tại thì đất nước của Trung Quốc vẫn đang rất ổn và họ chứng tỏ rằng quân đội của họ rằng rất hùng mạnh. Mặt khác, chính quyền của ông Tập muốn gửi một lời thách đấu đối với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, tại khu vực Biển Đông. Được biết, tờ báo Tokyo News của Nhật Bản cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần quần đảo Hải Nam và sát với quần đảo Phú Lâm ở ngoài Biển Đông, nhằm thể hiện sức mạnh quân đội vượt trường của Trung Quốc đối với tất cả các nước trong khu vực. Trước đó, thì tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết, vào đầu tuần trước, lực lượng không quân thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật và phóng rất nhiều tên lửa, ngang nhiên điều máy bay tiêm kích, ném bom H-7 và chiến cơ J-11 quanh quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động nguy hiểm trên của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới chỉ trích. Họ nói rằng, trong nước thì lũ lụt không lo cho dân chúng, họ lại vẫn muốn tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh bắt nạt ngoài Biển Đông và khu vực biên giới của Trung Quốc và Triều Tiên, Ấn Độ. Điều đó cho thấy rằng,
Tuy lòng tham của chính quyền ông Tập Cận Bình đã ăn vào máu mủ và không thể nào gột rửa hết trong một sớm một chiều, lũ lụt do mẹ thiên nhiên cũng như do trời đất và Đức Chúa Trời gây ra trừng phạt Trung Quốc thay cho một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, hình như họ vẫn chưa sợ và vẫn chưa khuất phục. Họ dường như vẫn tỏ ra rất ngông cuồng và những điều trên đang làm cho mẹ thiên nhiên liên tục giáng những đòn đau thấu xương cho Trung Quốc trong một vài ngày tới. Được biết, mưa to, gió lớn, bão tố tiếp tục càn quét Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Và nếu như tình trạng này không chấm dứt thì chỉ khổ cho người dân Trung Quốc đại lục mà thôi. Và liên quan tới những tình hình mưa to, gió lớn, động đất cũng như sạt lở, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.